Đường này Thúy ơi. Rồi, nè, dừng lại kiếm chỗ nào sạch sẽ ngồi lên. Ngồi nghỉ đi. Ngồi muốn đi thì chưa gì đã mệt rồi, ngồi nghỉ rồi ha. Đã có người khử lên rồi này. Lẫn với một số xi măng kết đáng kể ha. Từ công trình xây dựng rớt ra. Không được.
như là vòi kết ha. Ừ, nó chỉ rồi.